Lina Xin trân trọng kính chào quý vị. Chủ đề của chương trình hôm nay là tiết kiệm hưu trí. Lina sẽ chia sẻ với quý vị các quy tắc dành cho những plan tiết kiệm hưu trí mà the most popular plans nhá. Để quý vị có thể ra những cái quyết định mà mình nên là tiết kiệm ở chỗ nào, ở nơi nào, bao nhiêu và nó sẽ ảnh hưởng đến cái tiền hữu trí của mình như thế nào. Okay, so we're going to learn the rules and what you should do. Uh, thưa quý vị, uh, mối quan tâm lớn nhất của mọi người khi mà nghĩ đến về việc hưu trí là liệu tôi có đủ tiền để sống không? Phải không, quý vị? Và thực sự nếu mà quý vị bây giờ đang tiết kiệm tiền hưu trí trong một cái plan thôi đó, chẳng hạn như là cái 401k hoặc là cái 403b or 457, if only one program only thì gần như là chắc chắn bảo đảm quý vị sẽ không có đủ tiền để retire. Tại vì sao? Mình chưa tính đến thuế và lạm phát. Nhưng nếu quý vị biết planning và mình planning cho đúng, thì không chỉ mà có đủ tiền để retire một cách rất là thoải mái, nhưng quý vị sẽ có dư để mình để lại cho con cháu của mình nữa. À, và nếu quý vị nào đang xem À, mà lớn tuổi rồi đã gần đến ngày uh, retirement hoặc là để về hưu rồi đó vẫn còn đường đi quý vị ơi mình vẫn có cách để uh, tiết kiệm thêm một chút tiền okay? mình sẽ kiếm được thêm một uh, chút tiền xài cho quý vị nha Ok so let's get started uh, let's, let's go to the laptop nha. Bây giờ mình sẽ nhìn vào những cái kế hoạch mà popular nhất để tiết kiệm tiền hưu trí Lina đang nói về ba chương trình này là 401k. Traditional IRA và Roth IRA. Chắc những người mà, mà làm hãng đã, đã biết 401K, cũng như là 403B-457. Employer Plan. Đây là những cái program theo sở làm của mình đó. Pre-tax dollars. Những cái tiền mình đóng vào đây là trước thuế. Và vì mình chưa đóng thuế nên mình đang hoãn thuế. It is a tax-deferred plan. Traditional IRA. After-tax dollars như vậy là những cái tiền mà quý vị đóng vào đây là mình đã trả thuế rồi, nhưng tại sao nhiều người rất uh, thích là bỏ vào ira là vì mình được trừ thuế, nhá yeah. trừ thuế và vì quý vị trừ thuế thì mình đang hoãn thuế, so if you deduct ira dedu uh, contributions thì khi quý vị lấy tiền ra đó mình phải trả thuế and then roth ira cái này là after tax dollars cũng là tiền mình đã lãnh về, mình đã đóng thuế rồi. Nên khi quý vị bỏ tiền vào cái Roth IRA thì nó grow tax free và khi mình lấy ra cũng là tax free. Bây giờ mình qua những cái quy tắc của 401k. Here are the rules for 401k. Maximum annual, annual contribution. Mỗi năm quý vị đóng được 22.500 đồng thôi. Nếu mà dưới 50 tuổi, nếu mà 50 tuổi trở lên, thì nó cho mình đóng thêm 7 ngàn rưỡi, nó kêu là catch up. Total là 30 ngàn một năm. Quý vị phải đợi đến 59 tuổi rưỡi mình mới là xài được đến cái tiền này nha. Ok, 59 and a half years old. Nếu quý vị lấy sớm hơn sẽ bị phạt 10%. Cộng thêm thuế, so 10% penalty. Và có cái này rất là nhiều người không biết đến. RMD, Required Minimum Distribution đến tuổi thì chính phủ bắt mình phải bắt đầu lấy cái tiền này ra. Tại sao? Nó muốn thuế, right? They want you to pay your taxes. Và quý vị nhớ, tiền đóng vào 401k hoặc là 403b 457 không phải là trừ thuế mà lại hoãn thuế. Nên khi mình rút tiền ra thì mình phải đóng thuế current tax rate at time of withdrawal. That means nếu trong tương lai chính phủ tăng thuế thì quý vị phải trả cái tiền theo cái rate ở cái thời buổi mà mình lấy tiền ra đó sau này có thêm một cái là Roth 401k cái hôm nay mình không có nói nhiều về Roth 401k nhưng mà tại vì sau này người ta biết à thuế thuế sẽ là big problem đó nên chính phủ bây giờ cho thêm cái rule là Roth 401k là tiền sau thuế. Bây giờ mình không có hoạn thuế được nữa. OK? You do it after taxes. Tại vì nó có nhiều quyền lợi cho mình hơn. OK, now let's take a look at traditional IRA. A lot of people save money in an IRA. Cái maximum contribution mỗi năm quý vị đóng vào được 6 ngàn rưỡi. Đó là nếu mà dưới 50 tuổi, 50 tuổi trở lên, nó cho mình đóng thêm 1 ngàn đồng nữa. Catch up, $1,000. Total 7500 mỗi năm thôi. Nếu quý vị đóng nhiều quá đó sẽ bị phạt 6%. Đó là nếu đóng nhiều quá over contribute. Quý vị có thể trừ thuế được nếu mình không có plan ở sở làm. Okay? nếu mình không có plan ở sở làm. Tùy theo mình đã đóng bao nhiêu, mình đang hoãn thuế được bao nhiêu. So it's tax deductible. Again, 59 and a half year rule, okay? 59 tuổi rưỡi quý vị mới lấy được cái tiền này ra không bị penalty. Nếu lấy ra sớm sẽ bị 10% penalty. RMD. Đến tuổi bắt buộc phải lấy ra một phần trăm nào đó. Và thêm một lần nữa, tiền IRA sau này quý vị rút ra phải đóng thuế. Rồi bây giờ qua Roth IRA. Cái nào thì quý vị nghe cái chữ Roth nha, yeah, that's good. Là tại vì Roth là after tax. Mình trả thuế trước, sau này mình lấy ra, mình không có trả thuế. So that's the good thing about Roth. Roth, maximum annual contribution nè, mỗi năm cũng là 6 rưỡi, giống như cái uh, traditional IRA, 50 tuổi trở lên, thì nó cho mình đóng thêm 1.000 nữa, catch up. Mỗi năm là 7 rưỡi, ok? No age requirement, mình bao nhiêu tuổi cũng được miễn sao mình có tiền lương à? Earned income. Ok, bây giờ một đứa con nít 5 tuổi cũng có thể mở cái Roth được nếu em đó là có lãnh tiền lương. Ok, and um, nếu mà quý vị làm lương nhiều quá đó, thì mình không có làm Roth được. Bây giờ nếu mà quý vị single, file tax single, 138 000 trợ lui, thì mình có được một cái Roth. Hoặc là nếu quý vị filed joint, okay, married filing jointly thì 218.000 đồng một năm thì quý vị mở được một cái Roth. Thêm một lần nữa, 59 tuổi rưỡi, nếu quý vị lấy trước sẽ bị phạt 10%. Đặc biệt, không có RMD. Quý vị biết sao không? No thuế. Sau này mình lấy ra mình không có cần đóng thuế, nên chính phủ không có bắt mình phải bắt đầu lấy ra. So no RMD for Roth IRA. Those are the rules. Rồi, bây giờ mình phải đề cập đến required minimum distribution. This will be a big problem. Nhiều người Việt mình không biết về RMD. RMD là bắt buộc đến tuổi mình phải lấy ra. Ok, let's see. What age mình phải lấy ra nè? Quý vị coi nào. 73. 73 tuổi bắt buộc phải bắt đầu rút tiền ra. Bao nhiêu? Cái đó là phải tùy mình đó nha. You have to figure out, chính phủ nó không có tính cho mình đâu, mình phải biết tính, mình phải tính cho ra đúng con số. Và sau đó mình phải làm giấy tờ để rút cái tiền này ra. Đó quý vị thấy khó không? Nếu mà mình không biết nha, mình sẽ bị phạt quý vị ơi. 73 tuổi phải lấy ra, thêm 10 năm nữa nè, 2033 thì Chính phủ Mỹ push cái tuổi đó đến 75 tuổi mới bắt đầu phải lấy ra. Okay. Uh, the laws are changing all the time. Quý vị biết, Lina đã từng nói chuyện với uh, rất là nhiều người Việt mình. Hồi trước qua đây, bắt đầu làm hãng là bắt đầu tốn vào 401k rất là nhiều, trong đó khi mà họ về hưu nha được 2 triệu đồng. Nhưng khi họ biết là phải bắt buộc lấy ra đó, họ thấy thuế cao quá. Họ không có muốn lấy ra. Thì quý vị biết khi mà mình không lấy ra sẽ bị sao không? Penalty nhá nếu mình không lấy ra. Năm vừa rồi, penalty là 50%. Quá nặng luôn. Thì bây giờ đó, bắt đầu từ năm này, nếu quý vị không có lấy ra cái RMD, không có lấy ra và không đóng thuế, quý vị sẽ bị phạt nè. How much? Let's take a look. 25%. 25% tiền phạt. Đó là trên tiền thuế nữa quý vị ơi. That's a lot. That's a lot luôn. IRA, 401k, Roth. Mấy cái kế hoạch này đó, nó lên xuống với thị trường. Đấy, up and down with the market. Thị trường lên, mình lên, thị trường xuống mình đi lui. It's risky. Quý vị phải nhớ như vậy. Năm vừa rồi thị trường rất là, là là bad luôn nên nhiều người mất tiền lắm. 40%, 50%. Quý vị phải nhớ khi mà mình lớn tuổi rồi đó, mình phải pull back. Mình không có chịu cái risk như vậy. Ok, cái rủi ro mình không có chịu được. Tại vì you don't have time. Bây giờ quý vị tưởng đi nha, à, nghĩ đi nha mình có 100 đồng thôi. Năm nay thị trường sụp, thế mình mất 10%. Thì quý vị còn lại 90 đồng. Năm tới thị trường lên 10%. Quý vị hòe chưa? Dạ thưa chưa. You have 99 dollars. Mình đang thiếu 1 đồng. Ok, 1 đồng is not a big deal. Nhưng mà thực sự it is a big deal quý vị ơi. Bây giờ trong 401k, trong Roth, trong IRA của quý vị được bao nhiêu? Nếu mấy trăm ngàn đồng, thì bây giờ quý vị suy nghĩ đi, thị trường sụp, mình mất 40%, thì bây giờ mình phải đợi bao nhiêu năm nó mới earn lại cái tiền đó. Mình phải huê trước khi mình lời. It takes a long time to recover, sometimes 10 years. So, mình có, mình có option nào khác không? Thưa quý vị, có nha, có. Như Lina xin tạm ngưng chương trình sau một vài thông tin thương mại và sẽ trở lại với phần 2 của chương trình Vận may tài chính and New Options for Tax-Free Income. Cảm ơn quý vị. And welcome back quý vị to part 2, ok quý vị mới nghe về 401k, IRA và Roth. Chắc quý vị đang cũng um, chưa biết là bây giờ mình mình nên làm gì, mình nên để tiền ở đâu, nên tiết kiệm ở đâu, ok kế hoạch nào là tốt nhất cho trường hợp của mình, ok đây là những cái factor mà quý vị uh, nên nghĩ đến, ok khi mà mình quyết định là nên tiết kiệm bằng cách nào, uh, bao nhiêu và cái cái nào là lợi nhất cho mình nha. So let's take a look. Quý vị nên phải nhìn lại nè. Cái tuổi của mình rất là quan trọng luôn. Let's go to the laptop. Tuổi của mình. Tại vì nếu mà quý vị lớn tuổi rồi đó, you don't have a lot of time. Okay, so tuổi rất là quan trọng. Bây giờ mình còn bao nhiêu năm nữa trước khi mình về hưu? Okay, that's important. Thu nhập. Your income. Income bây giờ và income sau khi mình nghỉ làm. Rất là quan trọng luôn. Quý vị nên nghĩ đến sức khỏe của mình là tại vì nếu mà mình đang khỏe is ok, nhưng mình không biết tương lai sẽ sao. Okay? Sau này nếu mà mình bệnh, mình cần tiền để trị bệnh. Còn như nếu mà bây giờ quý vị đang có những cái um, vấn đề về sức khỏe rồi đó, mình phải lo trước quý vị ơi. Tại vì sau này rất là nhiều người bị bankruptcy vì medical bills. Okay? Quý vị sẽ có Medicare sau khi mình retire. You will have Medicare, nhưng mà Medicare nó doesn't take care of everything. Okay? And then lối sống, ừ, lối sống không biết Lina dịch như vậy có đúng hay không? Nhưng mà lifestyle, cái lối sống của quý vị nó sao? Okay? Uh, some people love to travel, quý vị có thích đi du lịch nhiều không nè? Uh, some people là cuối tuần nào cũng đi ăn. Uh, nhưng nhiều người khác thì họ ở nhà, họ họ thích là nấu ăn ở nhà, they're okay with that. Nhưng quý vị phải nhớ sau khi mà mình nghĩ làm rồi đó, mình rất là rảnh luôn, so you have a lot of time, mình muốn đi chơi. Okay, you have a lot of things you want to do. Nên mình muốn là not only là đủ tiền để sống thôi nhưng mà dư một chút tiền để mình sống cho cho một cách thoải mái. Okay? So Roth IRA 401k. Chắc quý vị đã nghe hết rồi. All risky, remember that, all risky. Lên xuống với thị trường thì bây giờ mình phải hỏi là Oh, there are other things too. That's right. Stocks now, mutual funds, bonds. Nhưng quý vị phải nhớ những cái này nợ nó, nó risky có cái, cái rủi ro của nó mình có thể đi lui được mình có thể mất tiền được và nếu quý vị gần đến um, cái, 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 cái thời gian mà quý vị muốn là nghỉ làm rồi đó thì mình phải pull back mình không có risky được nha yeah. so you have to protect your family you have to protect your money thì bây giờ có cách nào khác không dạ tôi có IUL quý vị nghe chưa IUL là cái gì? Index Universal Life. Index Universal Life. That's life insurance. Oh, nhưng mà quý vị đừng đừng có nghe life insurance mà, 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 sợ nha. Lina biết, rất là nhiều người nghe life insurance họ không thích rồi. Nhưng đây là mình đang xài cái tax code để mình invest trong cái life insurance. Ừ, ai mà biết được cái này, họ thích lắm. Bây giờ Lina sẽ so sánh giữa cái cái uh, kế hoạch mà tax deferred là đang hoãn thuế và cái IUL. IUL là sau thuế. Nên sau này quý vị rút tiền ra, mình xài cái tiền này mình không đóng một đồng thuế luôn. Okay, let's take a look. Phải chịu thuế bên này nè. 401k, IRA, Roth, 403b, 457, tax deferred. Hoãn chứ không phải là trừ thuế nha. Còn bên IUL là miễn thuế all the money miễn thuế là tại vì cái tiền quý vị đóng vào đã trả thuế rồi. Bên IRA và 401k quý vị phải đợi đến 59 tuổi rưỡi mới rút được tiền ra. Bên kia lấy tiền ra bất cứ khi nào và bất cứ lý do gì. Bên 401k nếu quý vị cần lấy ra sớm mình phải có một cái lý do you're sick, mình mất job, mình cần sửa nhà something like that. Ok? Bên cái 401k và Roth và IRA nó có giới hạn một năm bao nhiêu đó thôi. Còn bên kia không giới hạn. Quý vị, để dành được nhiều tiền, đóng được nhiều thì sẽ đầu tư được nhiều. Bên tax deferred, bên hoạn thuế, tiền lên xuống với thị trường, it's risky. Nhưng bên kia không mình không có cái rủi ro đó, okay? mình không có, có thua hoặc là lỗ khi mà thị trường, thị trường nó đi xuống. It's protected. Và nhớ RMD đến tuổi bắt buộc phải bắt đầu lấy ra, không thôi sẽ bị phạt. Còn như bên IUL, không có cần phân phối, I hope that's right, phân phối, distribution đó. Mình rút tiền ra bất cứ khi nào mình muốn. Okay. Đó là so sánh giữa hai cái plan khác nhau. Một bên là đang hoạn thuế, bên kia là after taxes. Nhưng mà cái tricky là nơi chỗ này quý vị ơi. Okay. Um, I, I don't think you can see it on yeah. Bên cái IRA 401k này kia đó nó không có có cái giá trị nào khác hơn cái cái số tiền thôi. Mà thực sự cái số tiền của quý vị bây giờ chưa phải là tiền của mình. Mình chưa rút ra đó chưa phải là tiền của mình. Là tại vì nếu ngày mai thị trường sụp quý vị đi lui. Nhưng bên IUL, nó có added protection. Ok? Mình có tiền tử và tiền bệnh. Bởi vậy, tại sao người giàu họ có rất là nhiều insurance? Vì vậy, quý vị ơi, quý vị mới đóng vào một tháng thôi, nhưng mà cái gì xảy ra cho mình? Mình có tiền tử rất là cao đền cho gia đình mình. Còn bên những cái kế hoạch kia, nếu quý vị mất thì số tiền trong đó nó vẫn là chưa của gia đình mình luôn thuế Ok và nếu mình chưa đến tuổi cũng không có lấy ra được luôn Ok yeah. nhưng mà bên kia lấy ra bất cứ khi nào nó không có là maximum contribution mình đóng bao nhiêu cũng được có tiền trong đó thì mình lấy ra được ok và mình có cái floor mình không có đi lui được đó thị, thị trường mà sụp mình không mất tiền nhiều người nói, oh, that sounds too good to be true. Nhiều người hả? Oh my God, Lina, chị chưa bao giờ nghe một cái chương trình như vậy, chưa bao giờ nghe luôn. Mà thực sự, rất là nhiều người họ CPA, accountant, làm thuế cho quý vị, họ cũng không biết về cái chương trình này. Và dù cho họ biết, họ cũng không có structure, họ không có setup cho quý vị được. Okay? Tax code 7702. Nếu mà quý vị nghe mà nó nó lạ quá, nó, nó sound too good to be true, please, Google 7702. Cái đó là cái tax code và cái đó là mình mình xài cái này để mình đầu tư trong một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để mai mốt mình lấy tiền ra khi mình về hưu không đóng một đồng tiền thuế. It does sound too good to be true. Nhưng mà it's legal, it's legit. Ai cũng nghe và biết đến 401k. Cái đó là không phải là cái program nhưng mà cái tax code. Okay? 401 section K. Ai cũng biết hết. Nhưng ít người biết về tax code 7702. Cái này rất là quan trọng và nếu mình set up cho đúng thì quý vị sẽ thấy nhiều nhiều cái quyền lợi cho gia đình mình. Ok. Nhưng mà phải là set up đúng tại vì một cái chương trình như vậy đó nó nó so powerful nhưng mà tại vì nó powerful như vậy nếu mình set up không đúng nó cũng rất là hại cho mình được quý vị lỗ được quý vị mất là nếu mà mình không có trả đóng vào cho đúng tiền tử quá cao thì quý vị đâu có tiền mặt đâu okay? cái này là ít người set up cho đúng kể cả nhiều người đang bán bảo hiểm bây giờ đó nên nếu mà quý vị muốn một cái chương trình như vậy, you have to find someone you trust and someone who knows what they're doing. cái gì chứ tương lai tài chính của mình mình phải trust cái người đó. okay? mà nhiều lúc khi mà mình mua nên người quen, người bà con, maybe it's not so good idea. là tại sao? nhiều người họ không có biết, không phải là họ có ý xấu, nhưng họ không có rõ ràng những cái luật như vậy, những cái program như vậy. Rồi sau này mà có chuyện gì á, nhiều người họ họ hay ngại. Tại vì mua nơi người quen, nên họ ngại, họ không có muốn nói gì hết. Nhưng mà quý vị ơi, quý vị đừng có ngại là tại sao? Cái này là tương lai của mình, tương lai con cháu của mình. So find someone you trust. Ok, nên bây giờ quý vị nhìn lại nha. Mình đang đóng bao nhiêu vào kế hoạch nào đây? Kế hoạch đó mai mốt mình phải trả thuế không? most people will lose at least 30% of their 401k value to taxes. Nhiều người họ overestimate cái income của họ sau này. Như vậy là họ nghĩ là họ đã để dành được nhiều đó. Sau này tôi về hưu tôi sẽ có chừng này tiền đó. They're wrong. Và nhiều người underestimate what they need. Mình cứ nghĩ sau này mình không mình mình già rồi mình không có cần nhiều tiền nhưng mà cái đó hoàn toàn wrong quý vị ơi. You will need more money for your health care, medical needs. Và sau này nếu chính phủ Mỹ tăng thuế thì quý vị phải trả thuế trên cái số tiền lớn hơn. Mình để dành mấy chục năm bây giờ mình phải đóng thuế rất là nhiều luôn. Nên đây là những cái những cái cái mà quý vị nên nhìn đến, okay? Nên đặt những câu hỏi mình đang trả phi ra sao? Mình đóng mỗi tháng bao nhiêu vậy? Mai mốt mình lấy ra sao? Mình chịu thuế không? Đến năm nào và bao nhiêu? Nếu quý vị cần Lina giúp là mình tính à, bây giờ 73 tuổi quý vị phải lấy ra bao nhiêu đó. I can help you with that. Ok? Nên không phải là mình nói mình không biết là mình không có bị phạt đâu. Mình sẽ bị phạt. Nên mình phải làm cho đúng lợi nha quý vị ơi. Alright. So again, nếu mà quý vị có uh, câu hỏi gì đó thì uh, xin liên lạc với Lina ở email là uh, Lina at sbtn.tv okay? Lina Nguyễn at sbtn.tv Và Lina xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay Và xin uh, quý vị nhớ Go to someone you trust This is your future Mình phải tự lo nha quý vị ơi Và Lina xin hẹn quý vị tuần sau Qua chương trình Vận May Tài chính